diễn viên Việt Anh có một chiếc răng khểnh đầy ấn tượng và làm không ít các fan nữ mê mệt. Chính vì vậy, nhiều người cảm thấy tiếc nuối khi mới đây Việt Anh xuất hiện hàm răng đều tăm tắp và sáng bóng. Trước đây, Việt Anh luôn tỏ ra thiếu tự tin khi cười, rất hiếm hoi để có được bức hình cười thoải mái của Việt Anh. Tuy nhiên, khán giả vẫn kịp nhận ra chiếc răng khểnh đầy cá tính của anh chàng Phan Hải trong phim Người Phán Xử. Mới đây, Việt Anh xuất hiện trong bộ ảnh chụp cùng Đan Lê với hàm răng trắng sáng và đều tăm tắp. Nhiều người nghi ngờ rằng Việt Anh đã bọc răng sứ, nhiều fan bộc lộ rằng họ thích thú với nụ cười Việt Anh ngày xưa hơn. Trước Việt Anh, rất nhiều sao Việt như Kỳ Hân, Thủy Tiên, Đan Trường, Lam Trường đã chỉnh sửa bọc răng sứ để có nụ cười tự tin nhất.